Một buổi chiều yên ả dưới quê mình. Hôm nay mời các bạn đi theo mình ra ruộng xem các chú cắt lúa nha. Trân ơi, Trân đâu rồi? Hôm nay dưới quê mình bắt đầu thu hoạch vụ lúa hè thu rồi đó các bạn. Mấy hôm trước có những cơn mưa lớn làm lúa sập rất là nhiều luôn, nhưng mà máy vẫn cắt được và năng suất cũng cao lắm. Chiếc video hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt lắm các bạn ơi, nhưng mà mình muốn quay lại để sau này con gái của mình có những cái kỷ niệm về vùng quê nơi con sinh ra và lớn lên á. Lúc này là hai bà con bắt chân bị cái đít mát và gạ ra nhăn chín đầy đầu hết trơn luôn, bé la quá chừng. Đi qua coi anh đã bắt được nhiêu chuột, kẹp quá trời luôn. Được nhiêu chuột dạ, đi coi anh ơi. Anh nói nào vậy? Ba không đi cặp. Đi theo. Bắt từ nào tới giờ được nhiêu đó vậy? Ê con cắn, mấy con rồi vậy? Cắn này cắn gì vậy? Cắn nước. Thôi. Chuột nữa hả? Cái đầu rồi. Có con cá hay vậy? Cái lóc. Quá cần cái lóc bỏ từ sáng giờ khô, chết khô luôn. Dính cái lóc. Dạ. Chuột. Bắt đi lên trên. Còn đi bắt nữa không? Ba đi. Đi trước đi. Thôi đi trước đi. Lên đi. Con chim bay trên bầu trời là chim giống chim ma yến quá nhỉ. Anh Huy kìa Trân. Anh Huy ở đỡ kìa. Chào anh Huy đi. Mùa này xịn cái lầy quá trời luôn ha. Quá trời xịn luôn. Nhưng mà chim nó làm gì mà tổ yến đó hả? Biết giống ha. Chim yến, chim yến ha. Chim yến quá trời luôn nè. Sao đi ra đây kìa. Mùa hè thu này cắt lúa ngay mùa mưa các bạn, nên là đất sình nhiều lắm, máy chạy cũng cực mà mình thu hoạch lúa cũng vất vả hơn là so với mùa đông xuân. Nhưng mà thấy lúa chúng thì cũng mừng lắm. Chạy được một chút thì cái máy bị hư rồi nè, mọi người phải ngừng lại sửa.
cho bé chơi chút xíu thì cũng đã chiều tối rồi, giờ gia đình mình về nhà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.